với cậu là mình không hề ngại phải chờ đợi một ai đó đâu. Là bởi vì nếu thời gian chờ đợi một người càng lâu thì khi gặp được người đó, tụi mình sẽ càng hạnh phúc. Trên đời này không có thứ gì hoàn hảo đâu, sẽ luôn có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra. Nhưng nếu ông có thể vượt qua và không để chúng gây trở ngại cho kế hoạch chính, hoặc bắt tay lại từ đầu và cố làm thật tốt, chắc chắn điều đó cũng sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ tiếc là ông đã không làm như vậy. Ông sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Thật không hổ danh là viên đàn bà, tài năng quả nhiên hơn người. Ngay lúc này trong túi áo của anh vẫn còn một thứ rất đặc biệt, đó chính là lá bài ách bích, lá bài duy nhất mà cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa có cơ hội dùng đến, lá bài dành cho Shinichi Kudo. Có một ách bích nữa. Có một lời khuyên nho nhỏ muốn dành riêng cho cậu đây. Có những thứ trên đời này tốt hơn là đừng nên giải thích. Tôi đồng ý với anh, giữ lại những điều bí ẩn cho những điều bí ẩn vẫn sẽ tốt hơn, đúng không Kaitoki? Đã kết thúc rồi. Vẫn chưa kết thúc được đâu. Anh à, anh hãy đọc cái này đi. Đây là toàn bộ thư từ mà ba anh đã để lại trước khi qua đời đó. Ba anh muốn anh phải sống đàng hoàng cho dù không có ông ở bên cạnh. Anh ước gì mình biết được điều này sớm hơn. Anh Seiji, mau ra khỏi đây đi, bây giờ vẫn còn kịp đó. Không, đã quá trễ rồi. Đôi tay này của anh cũng giống như bọn họ, đã dính đầy máu rồi em à. Như vậy rồi giờ muốn bỏ chạy sao? Cô và tên kia không phải cùng diễn một màn kịch hả? Vừa mốt. Tôi cũng hết cách rồi. Là cậu ép tôi phải làm như vậy. Anh ấy nào? Thì chính là người đó đó. Cậu quên thiệt rồi sao Ran? Cuộc là cậu đang nói về ai vậy? Còn ai ngoài tên đạo nhất chuyên xuất hiện với đôi cánh vô dương chứ?